Sân vận động Phan Thiết Bình Thuận đã bắt đầu những công việc đầu tiên của dự án cải tạo với kinh phí gần 18 tỷ đồng. Các hạng mục được cải tạo bao gồm nâng cấp, sửa chữa mặt sân, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước tưới tự động, tưới thủ công, hệ thống thoát nước mặt và nhiều hạng mục khác. Mục tiêu dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho công tác đào tạo, thi đấu, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Ngoài ra, dự án cải tạo sân Phan Thiết ban đầu nhằm mục đích phục vụ câu lạc bộ bóng đá Bình Thuận thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên, đội bóng này đã phải rút lui trước mùa giải 2023-2024 vì khó khăn về tài chính và hiện tại cũng đã ngừng hoạt động.